nghệ thuật phòng the để cuộc yêu thăng hoa. Tác giả Ian Kerner. Dịch giả Quế Chi. Phần 3: Cực khoái và dư ba. Chương 14: Cực khoái là hành trình, không phải là điểm đến. Thỉnh thoảng tôi lại băn khoăn, nếu tôi không khốn khổ với tình trạng xuất tinh sớm PE thì ngày hôm nay tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ thành con người như thế nào? Có lẽ tôi sẽ không phải là một nhà trị liệu tình dục. Vì trong những năm tháng thiếu niên, tôi sẽ không vùi mình vào những tác phẩm của Helen Singer Kaplan, Masters và Johnson, Sherheid cùng những người khác để tìm lối ra. Cố gắng giải quyết vấn đề của mình đã trở thành khóa đào tạo đại học đầu tiên của tôi về giáo dục tình dục. Rồi mở ra con đường sự nghiệp sau này, nhà trị liệu tình dục. Đó cũng là một kiểu phòng vệ. Thay vì làm tình, lúc đó tôi lảng tránh nó, tôi lẻn đi trong nỗi đau khổ để đọc hết tác phẩm Hành vi tình dục của nam giới của Alfred Kinsey. Tôi đã đọc về tình dục để tránh quan hệ tình dục. Không có PE, tôi chắc đã trở thành người được tận hưởng lợi ích từ diễn ngôn giao hợp, đã lợi dụng đặc quyền tình dục bất thành văn, như nhiều người đàn ông khác xung quanh tôi dường như đang được hưởng. Phải không? Tôi sẽ vẫn đi theo quan điểm cô ấy lên đỉnh trước, tức là luôn muốn đảm bảo bạn tình của tôi đạt cực khoái trước tôi chứ. Nếu tôi không quá tập trung vào việc lảng tránh cực khoái của chính tôi đến vậy, liệu tôi có tập trung vào việc đem lại cực khoái tới cho người bạn tình không? Khi chúng ta bước tới phân cảnh tiếp theo của kịch bản tình dục, điều làm tôi băn khoăn là liệu có thể nào, với lịch sử tình dục thiếu sót của mình, tôi đã quá tập trung vào cực khoái của phụ nữ? Liệu tôi đã nhấn mạnh thái quá tầm quan trọng của bình đẳng cực khoái? Vâng, con đường cá nhân của tôi tiến vào trường học âm vật đã được nuôi dưỡng trong mặc cảm bản thân yếu kém và sai sót. Nhưng thế còn mọi đàn ông trên thế giới, những người đủ khả năng và tự tin về khả năng tình dục của mình thì sao? Thế còn những gã đã sẵn tính kiêu ngạo với tình trường của mình thì sao? Với một số người, có phải việc đưa người phụ nữ lên đỉnh đã trở thành một kiểu thể thao, một mục tiêu để thể hiện mình hơn là thể hiện sự kết nối chung? Gần đây, tôi có đọc qua một nghiên cứu của tác giả mà tôi yêu thích trong lĩnh vực này, Sherry Van Anders. Nghiên cứu này đã tìm hiểu sự kết nối giữa cực khoái nữ giới và cảm giác nam tính ở những sinh viên nam, da trắng, trẻ trung ưu tú. Cô và đồng nghiệp đã hỏi 810 thanh niên tưởng tượng ra một phụ nữ hấp dẫn có cực khoái hoặc không đạt cực khoái lúc quan hệ tình dục với họ. Những người này sau đó đã đánh giá lòng tự tôn tình dục và nam tính của bản thân sau viễn cảnh tưởng tượng này. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng khi tưởng tượng người phụ nữ lên đỉnh lúc làm tình với họ, họ cảm thấy nam tính của bản thân nhiều hơn, với lòng tự tôn tình dục cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với những người đàn ông có mặc cảm mong manh về nam tính của mình. Mặc dù những người có thái độ quân bình hơn về vai trò giới cũng có cảm giác nam tính bản thân tăng lên thấy rõ sau tình huống tưởng tượng này. Nói cách khác, những phát hiện này đã nhấn mạnh những gì mà các nhà điều tra từ lâu đã nghi ngờ. Cực khoái của phụ nữ có thể tăng cường cái tôi của đàn ông, ít nhất là một phần nào đó. Đặc biệt là ở những người độ tuổi 20, những người đang thiếu kinh nghiệm và có thể dễ tiếp thu định kiến xã hội hơn. Mặc dù vậy, theo ý tôi, việc quan tâm tới khoái cảm của bạn tình, cảm giác tự tôn và giá trị từ trải nghiệm chung về khoái cảm tình dục, việc cảm thấy hưng phấn không chỉ vì được nhận mà còn vì được cho đi khoái cảm, và sự quan tâm tới cực khoái của bạn tình, tất cả những thứ ấy không khiến một người trở thành kẻ chinh phục trong tình dục, mà đúng hơn là một bạn tình tuyệt vời. Trong một nghiên cứu nọ,
Các nhà nghiên cứu đã hỏi 103 phụ nữ đánh giá sự đa dạng trong tần suất họ lên đỉnh giữa những bạn tình khác nhau, cũng như đặc tính và hành vi tình dục của những bạn tình ấy. Họ nhận thấy phụ nữ đánh giá bạn tình mà họ thường có cực khoái thì hài hước hơn, sáng tạo hơn, nồng nàn hơn, trung thành hơn và thậm chí thơm tho hơn những bạn tình không đưa họ lên đỉnh thường xuyên. Những bạn tình nam đưa phụ nữ lên đỉnh thường xuyên hơn cũng là người thường chú ý đến khoái cảm của phụ nữ hơn, giao tiếp nhiều hơn về các tư thế tình dục, sử dụng đồ chơi tình dục và quan hệ tình dục bằng miệng cho họ. Họ cũng thường kích thích âm vật của bạn tình nhiều hơn. Nghe có vẻ được đấy. Xem xét tất cả mọi thứ thì tôi không nghĩ rằng tập trung vào cực khoái của phụ nữ là đặc điểm tồi tệ mà đàn ông nên tránh. Như Van Anders và đồng nghiệp của cô đã lưu ý, sự liên quan giữa nam tính và cực khoái có thể không nhất thiết phải là điều gì đó xấu xa. Chắc chắn nhiều người đàn ông xem cực khoái của phụ nữ như là một thành tích chứng minh cho sự nam tính. Họ cũng có thể là những người chân thành đầu tư công sức, thời gian, tinh thần vào khoái cảm phụ nữ. Và do đó, họ có thể cảm thấy thật sự nồng nhiệt với phụ nữ. Như đồng nghiệp của tôi, nhà trị liệu tình dục David Lay đã miêu tả. Thậm chí, ngay cả khi có vẻ như ở đây, người đàn ông làm mọi chuyện chỉ vì lợi ích của mình, thì điều đó không có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến khoái cảm của bạn tình, cũng không có nghĩa là người phụ nữ đó ít khả năng được trải nghiệm khoái cảm. Thật ra thì mọi sự làm tình, trong bản chất cốt lõi của nó, đều mang tính ích kỷ ở một mức độ nào đó, ở chỗ hai con người, hai cơ thể đến với nhau để trải nghiệm khoái cảm cho chính mình. Về bản chất, tình dục tốt là câu chuyện lợi cả đôi bên. Cực khoái tồi tệ. Thế thì vấn đề cần giải quyết ở đây không phải là ham muốn được trao đi khoái cảm, mà là hệ quả của nó khi phát sinh áp lực và kỳ vọng quanh cái việc trao đi ấy, khi những thiện ý đã đi quá xa. Vấn đề là ở chỗ những quan niệm của xã hội về giới và tình dục có thể biến những tương tác tình dục dị tính thành một sàn diễn, nghĩa là có những áp lực trình diễn và áp lực đó xâm lấn không gian vốn dành để tận hưởng những gì đang diễn ra, để học hỏi và để trải nghiệm như chính bản thân vốn có của sự việc. Van Anders và các đồng sự viết. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, một người đàn ông cương cứng không có nghĩa là tinh thần anh ta đang hưng phấn, và một người phụ nữ ẩm ướt không có nghĩa là cô ấy đang muốn làm tình. Điều đó cũng đúng với cực khoái. Vì khi bạn đạt cực khoái không có nghĩa là đó là một cực khoái tốt. Như tác giả Ananin đã viết trong nhật ký gợi tình nổi tiếng của mình. Có những ngày cực khoái cũng chẳng sung sướng gì mà chỉ đớn đau, ghen tuông, khiếp sợ và đầy lo lắng. Trong một nghiên cứu thú vị gần đây, khảo sát 726 đàn ông và phụ nữ đã được đăng trên Archive of Sexual Behavior. Một lần nữa lại là của Van Anders và các đồng sự, thì trải nghiệm cực khoái tồi tệ là rất phổ biến. Vậy điều gì khiến cho cực khoái trở thành tồi tệ? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong những trường hợp này, người tham gia miêu tả trải nghiệm của họ một cách tiêu cực. Họ nói rằng cực khoái của họ không có khoái cảm lắm và đoán định là có thể vì tình trạng mối quan hệ của họ, vì khả năng tình dục của họ hoặc vì sức khỏe tâm lý lúc đó không được tốt. Trên thực tế, họ dùng những từ như tra tấn tinh thần, trống rỗng và trơ như đá, bực bội và khó chịu, không có trải nghiệm tốt để miêu tả những lần cực khoái này. Nhiều người tham gia cho biết họ cảm thấy buồn chán bởi những lần cực khoái đó, vì họ thấy chúng đã vô tình xác nhận chắc chắn hơn hành vi có vấn đề của bạn tình. Một số người còn nói rằng trải nghiệm đó khiến họ cảm thấy buồn bã và bị chính cơ thể của mình xa cách hoặc phản bội. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn,
họ nhận ra rằng những người tham gia cảm thấy những kỳ vọng về giới tính, chủng tộc, bản dạng tình dục, tôn giáo hoặc những đặc tính khác của họ cũng đóng một vai trò nào đó trong trải nghiệm này. Ví dụ, nhiều phụ nữ làm tình với đàn ông cho biết bản thân họ cảm thấy áp lực phải đạt cực khoái để bảo vệ cái tôi của bạn tình. Và nhiều phụ nữ đã bị chính bạn tình gây áp lực buộc phải đạt cực khoái. Những người này nói rằng cái bạn tình của họ quan tâm chính là chuyện thể hiện kỹ năng tình dục của anh ta. Một số phụ nữ cảm thấy họ nên đặc biệt biết ơn đàn ông, người đã thể hiện hứng thú với cực khoái của phụ nữ. Các nhà nghiên cứu viết, đầu tư vào khoái cảm tình dục của bạn tình không nhất thiết lúc nào cũng tồi tệ. Tuy nhiên, phát hiện của chúng tôi cho thấy phụ nữ có thể cảm thấy áp lực khi thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện quan hệ tình dục không mong muốn, vì họ cảm thấy áp lực phải đặt quan điểm khai sáng của anh chàng bạn tình về tình dục lên trên ham muốn của riêng họ. Phụ nữ không phải là người duy nhất gặp cực khoái tồi tệ. Cả đàn ông dị tính và đồng tính đều nói rằng họ cũng cảm thấy bực tức về định kiến, cho rằng đàn ông thì lúc nào cũng thích tình dục, và do đó cảm thấy áp lực phải đạt cực khoái, ngay cả khi họ thấy trăn trở, mâu thuẫn về lần làm tình đó. Điều này thách thức quan niệm cho rằng đàn ông thì luôn luôn hứng làm tình, và nó thể hiện đàn ông có thể và đã có trải nghiệm cực khoái tồi tệ, mặc cho những quan điểm cho rằng trải nghiệm tình dục và cực khoái của đàn ông lúc nào cũng tích cực. Van Anders và các đồng nghiệp viết, với cả đàn ông và phụ nữ, bản dạng giới tính và bản dạng tình dục cũng đóng một vai trò nào đó trong trải nghiệm cực khoái tồi tệ. Một số người song tính tham gia khảo sát cũng cho rằng họ cảm thấy áp lực phải thể hiện cực khoái với bạn tình thuộc nhiều giới khác nhau để chứng tỏ rằng họ thực sự song tính. Phụ nữ quan hệ với phụ nữ thổ lộ rằng họ cảm thấy áp lực phải đạt cực khoái vì quan niệm cho rằng phụ nữ luôn biết rõ cách làm cho phụ nữ khác lên đỉnh. Và một số người tham gia khảo sát cảm thấy mâu thuẫn về bản dạng giới của mình nói rằng đôi khi họ thấy cực khoái giống như một lời nhắc nhở họ về bộ phận sinh dục của mình, một lời nhắc nhở mà họ không hề chào đón. Và chúng ta cũng thấy, với nhiều người, trải nghiệm cực khoái thực sự chỉ đơn thuần là khoái cảm, nhưng với người khác, nó còn phức tạp hơn nhiều. Về sự cân bằng, nếu có chỉnh lý cuốn She Comes First, tạm dịch cô ấy lên đỉnh trước, thì chắc chắn tôi muốn thêm cả phương diện về áp lực cực khoái này nữa, và không phải cực khoái nào cũng tốt. Tôi cũng muốn nhấn mạnh hơn rằng tình dục còn có nhiều thứ nữa, chứ không chỉ cực khoái. Cũng giống như việc chúng ta không nên ưu ái cho bất cứ hành vi tình dục nào hơn hành vi tình dục khác, chỉ vì người ta bảo ta thế, kiểu như ưu ái giao hợp hơn quan hệ bằng đường miệng. Mỗi cảnh trong kịch bản tình dục đều đem lại những khoái cảm độc đáo riêng để chúng ta thưởng thức, nhấm nháp, và bản thân ta nên trân trọng chúng. Trong tình dục, có người thích nhất cái phần lên đỉnh, nhưng cũng có người thích những vùng bình nguyên hơn hết thảy, hoặc những biểu hiện ban đầu của ham muốn. Tuy nhiên, khi xét hết mọi khía cạnh, tôi vẫn giữ lại thông điệp quan trọng của mình về bình đẳng cực khoái giữa hai bên, dù họ thuộc giới tính hay khuynh hướng tình dục như thế nào. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào có sự chênh lệch cực khoái dai dẳng, mà ở đó có một người không đạt cực khoái, thì đó thường là nguồn cơn gây ra bực bội và tức giận. Nó trở thành chướng ngại ngăn họ không muốn quan hệ tình dục nữa, đặc biệt khi nó không được giải quyết. Lâu ngày không đạt cực khoái nhìn chung có nghĩa là tình dục không hiệu quả ở một hay nhiều cấp độ nào đó, dẫn tới suy giảm hứng thú tình dục trong mối quan hệ. Điều đó mang lại cảm giác không hợp nhau về mặt tình dục, cũng như cảm giác tức bực và lỡ đi một phần quan trọng của sự sống. Như Herbenick và đồng sự đã lưu ý, mặc dù không phải cặp đôi nào cũng quan hệ với mục tiêu là phải có cực khoái, nhưng nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tình dục không có cực khoái khiến nhiều đàn ông và phụ nữ không thỏa mãn
và do đó có lý do để cho rằng những hành vi tình dục thường được hướng đến mục tiêu là cực khoái. Thế thì hãy cùng nói về cách đạt cực khoái với những ai muốn chúng. Bài tập thực hành. Với bạn, cực khoái quan trọng đến mức nào? Cực khoái chỉ là một phần của tình dục hay nó là phần tuyệt vời nhất? Đã quan hệ là phải có cực khoái hay có thể vài lần không cần cực khoái cũng được? Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, thì bạn tình của bạn nghĩ sao về những câu hỏi trên? Đời sống quan hệ tình dục của bạn đang hướng đến cực khoái ở mức độ nào? Có khác biệt nào giữa việc tự khiến bản thân đạt cực khoái và được bạn tình làm cho cực khoái? Bạn có thấy ý tưởng về cực khoái tồi tệ, quen thuộc không? Bạn đã từng phải giả vờ đạt cực khoái chưa? Nếu rồi, vì sao bạn lại phải giả vờ? Lúc đó, giả vờ có phải là một chiến lược hữu ích không? Nó có để lại hậu quả nào không? Chương 15. Bình Nguyên, bước vào trạng thái mơ màng. Hồi còn trẻ, khi là một sinh viên y khoa, bài tập nghiên cứu của William Masters là ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của thỏ. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng lại cực kỳ khó. Nhưng Masters sớm trở thành thành viên Masters trong nhóm nghiên cứu Masters và Johnson, đã mơ được nghiên cứu bản năng tình dục ở người với những đối tượng nghiên cứu thực sự, sống động. Trong một phòng nghiên cứu mà những người có thẩm quyền bảo với anh là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi anh tiếp tục nhấn mạnh nhiều lần với thầy hướng dẫn về những việc cần làm để biến giấc mơ phòng thí nghiệm tình dục của mình thành hiện thực, Masters đã được khuyên là hãy đợi cho đến khi nào anh 40 tuổi, kết hôn và thành đạt trong học thuật và y giới để được khoác chiếc áo choàng tín nhiệm cái đã. Và người ta vẫn bảo anh là thậm chí đến lúc đó chuyện ấy vẫn bất khả thi. Nhưng anh đã ghi tạc lời khuyên của thầy hướng dẫn và chờ đợi. Thật ra, anh đã trở thành một trong những bác sĩ sản danh tiếng nhất đất nước. Nhưng anh không bao giờ quên đi ước mơ thực sự của mình. Và ngay trước khi chạm đến tuổi 40, anh bắt đầu một nghiên cứu vụng trộm về tình dục từ một nhà thổ với những người làm việc trong ngành này. Lệ làng lại khác, vì hầu hết những người vợ của giới tinh hoa trong thành phố St. Louis đều là khách hàng của anh. Nhưng những người bán dâm thường mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và bộ phận sinh dục thường bị thâm tím, quá tã và không thể hiện số đông thông thường như Masters muốn tìm hiểu. Anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng anh chẳng biết gì về tình dục ở nữ giới. Một trong những cô gái mại dâm đã nói với anh rằng lúc nào cô cũng phải giả vờ cực khoái. Và anh đúng là không biết cô đang nói tới chuyện gì. Do đó, anh phải cần một đồng nghiệp nghiên cứu là nữ giới. Với sự bền bỉ, kiên nhẫn đến tuyệt vời, và ngay sau thành công của Alfred Kinsey, người đã khảo sát hàng nghìn người về đời sống tình dục của họ và viết những cuốn sách bán chạy mang tính cột mốc Hành vi tình dục của nam giới và Hành vi tình dục của nữ giới, William Masters cuối cùng đã được trường đại học cho phép tuyển đối tượng nghiên cứu là người thực và hướng dẫn nghiên cứu về tình dục. Cùng với thư ký của mình, Virginia Johnson, người mà nhanh chóng trở thành cộng sự nghiên cứu của anh, đồng tác giả và cuối cùng là người vợ thứ hai của anh. Họ đã tạo ra một phòng nghiên cứu ở Đại học Washington tại thành phố St. Louis. Ở đây họ đã quan sát từ thập niên 1960, hàng trăm cá nhân và các cặp, không nhất thiết là cặp đôi, vừa tự kích thích vừa có giao hợp thực sự để minh họa cho quá trình phản ứng tình dục ở con người. Qua một khoảng thời gian nghiên cứu kéo dài đến thập kỷ, họ đã ghi lại gần 10.000 pha cực khoái. Họ sử dụng những công nghệ y học như máy điện tim để đo dòng điện sinh ra từ tim, điện não đồ để đo hoạt động của não và áp lực tĩnh mạch, đồ hồng ngoại, để đo lượng máu trong thành âm đạo. Họ đã ghi lại chi tiết phản ứng của đàn ông và phụ nữ khi trải qua quá trình hưng phấn, bình nguyên, cực khoái và thoái trào.
pha bình nguyên là khi căng thẳng tình dục trong cơ thể và dòng máu tới bộ phận sinh dục đã đạt đến đỉnh điểm tiền cực khoái. Hãy nhìn sơ đồ dưới đây. Đường C thể hiện chu kỳ phản ứng tình dục của những người đàn ông mà họ đã quan sát. Những người có xu hướng hưng phấn rõ ràng và liên tục, đạt cực khoái và rồi nhanh chóng trở lại trạng thái trước hưng phấn. Đây là kiểu thăng cực thẳng rồi giáng cực nhanh. Hãy lưu ý là pha bình nguyên của đường C gần như không kéo dài nhiều. Đường B thể hiện những người phụ nữ có thể hưng phấn tới một điểm nào đó, nhưng không đủ mãnh liệt để đạt được cực khoái. Bạn có thể nhìn thấy họ lưu lại tại pha bình nguyên mà không có thay đổi, dao động gì nhiều, cho đến khi họ dần dần trở lại trạng thái trước hưng phấn. Điểm khác biệt giữa đường B và đường C là khoảng cách cực khoái như tôi đã nói trước đây. Hãy chú ý đến độ dài của pha bình nguyên ở đường B so với đường C. Với nhiều cặp đôi dị tính, đây là chênh lệch về thời gian của pha bình nguyên, mà nó có thể là yếu tố trung tâm của khoảng cách chênh lệch khoái cảm. Đường A thể hiện những phụ nữ có thể đạt được không chỉ một mà là nhiều cực khoái. Một khả năng đáng ghen tị chỉ có ở phụ nữ. Một khi phụ nữ đã được hâm nóng, sẽ mất rất lâu để họ có thể nguội lạnh. Chắc chắn là lâu hơn đàn ông. Máu tiếp tục chảy mạnh trong vùng xương chậu, trái ngược với việc nhanh chóng bị rút khỏi bộ phận sinh dục. Do đó, mới có khả năng độc đáo là tiếp tục có thêm cực khoái. Tôi sẽ nói nhiều hơn về sau. Hãy chú ý lần nữa đến pha bình nguyên của phụ nữ ở đường E. Nó vẫn dài hơn đáng kể so với đàn ông, cho dù là có cực khoái. Hãy nhớ là trước đây chúng ta đã bàn luận đến việc kẻ một đường thẳng, cắt giữa kịch bản tình dục và rằng mọi thứ ở bên trái là chuẩn bị đi lên là hưng phấn nhất có thể. Ồ, giờ thì chúng ta chắc chắn đã bước sang bên kia của đường thẳng đó rồi, để đi vào pha bình nguyên. Ở đây tất cả đều đang dần dần đi xuống. Đổi sang chế độ tự động lái tình dục. Năm 2006, nhà nghiên cứu người Hà Lan Gert Hornstedt cùng nhóm nghiên cứu của mình đã tuyển 12 phụ nữ dị tính khỏe mạnh và bạn tình của họ tham gia một nghiên cứu khảo sát bộ não của nữ giới trong khi hưng phấn tình dục. Những phụ nữ này được yêu cầu nằm xuống và đầu của họ đặt trên máy quét PET, trong khi âm vật của họ được bạn tình dùng ngón tay kích thích tới mức cực khoái. Khi họ được kích thích, hoạt động xuất hiện ở vỏ não somatosensory, phần vỏ não xử lý thông tin cảm giác từ cơ thể. Điều này cho thấy họ đang hưng phấn. Nhưng trong khi phần não này sáng lên, thì phần khác trong não lại tắt ngúm. Ở hạch hạnh nhân và hồi hải mã, các hoạt động tắt ngúm và hình ảnh trên điện não đồ tối lại. Những khu vực này có liên quan đến sự cảnh giác và trạng thái lo âu. Khi những người phụ nữ này đạt đến cực khoái, họ bước vào trạng thái có vẻ như giống với thôi miên. Hạch hạnh nhân phần nào tắt hoạt động. Điều đó có nghĩa là việc ngưng hoạt động, buông xả mọi sợ hãi và lo âu có thể là điều quan trọng nhất, thậm chí là cần thiết để đạt được cực khoái. Hostage viết: phụ nữ, và tôi cũng cho là cả đàn ông nữa, cần có khả năng buông xả và tự trôi vào trạng thái như thôi miên trong khi quan hệ tình dục. Bạn cần có khả năng đi vào chế độ tự động hoặc không tự chủ như tôi vẫn hay nói. Bạn cần tắt đi những phần khác trong bộ não tư duy để bật lên bộ não tình dục. Và khi cả hai quá trình diễn ra đồng thời, thì con người đạt đến một pha bình nguyên. Mặt đất cao hơn. Một bình nguyên được định nghĩa là khu vực mặt đất khá cao và chắc chắn. Pha bình nguyên của chu kỳ phản ứng tình dục xảy ra ở trên cao trong lược đồ hưng phấn và xảy ra ngay trước cực khoái. Một bình nguyên cũng được định nghĩa là trạng thái có ít hoặc không có thay đổi. Trạng thái này xảy ra sau một quá trình hoạt động hoặc tiến triển. Và như chúng ta đang thảo luận, thì khi cực khoái đang đến gần, nhiều phần trong não bộ cần được ngưng hoạt động, đặc biệt là với não bộ của nữ giới.
Nó giống như tắt đi những bóng điện trong một bữa tiệc gây bất ngờ ngay trước khi vị khách danh dự của buổi tiệc bước vào. Thêm nữa, nghiên cứu của nhà thần kinh học Nicole Brouse đã phát hiện ra não có hoạt động sóng alpha khá cao trong suốt những khoảnh khắc tiệm cận cực khoái. Sóng alpha là kiểu sóng não xuất hiện trong những giấc mơ ngày và trong khi thiền định. Sóng này cũng cao nhất ngay trước khi có cực khoái. Rose miêu tả hiện tượng này là chuyển đổi hệ thần kinh giao cảm, hoặc đi từ chỗ tắt đèn trong bữa tiệc bất ngờ đến chỗ bật đèn. Về quá trình chuyển đổi này ở đàn ông, chúng ta cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn. Nhưng theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi, đàn ông cũng cần có khả năng đắm chìm bản thân trong khoảnh khắc đó. Nhưng thời gian ngưng hoạt động thì ở đàn ông ngắn hơn nhiều so với phụ nữ. Con đường tiến đến cực đại, phe bình nguyên, có thể khoái cảm đến mãnh liệt, tới mức nhiều phụ nữ đã lầm tưởng trạng thái hưng phấn này là cực khoái. Phe này có thể thường được xem như là tiểu cực khoái, xuất hiện theo từng đợt sóng, nhưng xảy ra thay thế cho cực khoái tột đỉnh và bao trùm hơn mà hầu hết chúng ta thường gắn nó với tình dục. Một lần nữa, nếu bạn nhìn vào đường B trong sơ đồ trên, thì có thể nhìn thấy chuỗi những đỉnh nhỏ như sóng này ở phụ nữ, mà không có những đỉnh cao hơn như ở đường E và C. Những đỉnh này thể hiện cho cực khoái. Cực khoái, như chúng ta thường nghĩ đến, là một sự kiện tột đỉnh độc nhất, liên quan đến việc kích hoạt hệ thống giảm đau của não, cùng với chuỗi co thắt không tự chủ và nhanh chóng ở âm đạo và hậu môn. Khi Brouse hướng dẫn những phụ nữ đưa đầu vào máy quét MRI chức năng và yêu cầu họ thủ dâm theo cách tùy ý để lên tới cực điểm, cô cũng sử dụng những đầu dò hậu môn âm đạo để đo những cơn co thắt này. Cô nhận ra đôi khi phụ nữ sẽ nói rằng họ đạt cực khoái, nhưng lại không có bất cứ co thắt nào. Nghiên cứu này khiến chúng tôi ngạc nhiên ở chỗ nó cho thấy nhiều phụ nữ nghĩ rằng cơ thể họ đang lên đỉnh, trong khi thực ra không phải thế, Rose nói. Điều này cho thấy họ vẫn đang ở trạng thái bình nguyên. Chúng tôi có vài ví dụ dữ liệu về những người, nhất là phụ nữ, bộ não đi vào trạng thái liên quan tới việc giảm kiểm soát nhận thức, mà có lẽ nhất thiết phải xảy ra trước khi đạt cực khoái, rồi tụt thẳng xuống trạng thái cố sức, gia tăng hưng phấn tình dục, Rose nói. Những cú thúc đẩy này không liên quan đến bất cứ cơn co thắt được định nghĩa là lên đỉnh theo phương diện sinh lý. Justin Lemuller cũng tán thành, và còn lưu ý rằng kiểu hình mà Masters và Johnson đã thấy trong đường B chính là một phe bình nguyên kéo dài không bao giờ đến được lãnh thổ cực khoái. Những ranh giới chảy tràn. Hãy nhìn đường E trong đồ thị của Masters và Johnson ở trang 177, rồi đọc phần miêu tả đầy thi vị về cực khoái của những phụ nữ này. Trong tâm trí mình, bạn có thể hình dung ra phe bình nguyên như là phe đặc biệt, rõ ràng nhưng rồi trượt dần, mờ dần vào cực khoái không? Bạn có nghe thấy sự phân biệt giữa hai phe? Ở đây có một đoạn tuyệt vời trong tiểu thuyết Mortals, tạm dịch những kẻ trần tục, của Norman Rust. Trong đó, nhân vật chính nhớ lại miêu tả của vợ mình về cực khoái, hoặc đúng hơn theo như lời cô ấy là: bạn cảm thấy thế nào khi bạn lên đỉnh cực mạnh? Một phần cảm giác của nó là thế này, là bạn chỉ là một giọt dầu trên một tấm vải trắng. Chỉ như một giọt dầu bé nhỏ tí xíu mà thôi. Và rồi, trong một khoảnh khắc, bạn loang ra đồng đều mọi hướng, thành một vết ố. Một giọt dầu nhỏ loang ra thành một vết ố màu sáng bao trùm cả vũ trụ. Chính cái quá trình đó, cái quá trình loang ra ấy là một phần của nó. Cảm giác loang ra lăn tăn như thế cũng nhắc ta nhớ lại điều tương tự. Trong Lady Chatterley's Lover, tạm dịch, người tình của bà Chatterley, cô ấy cảm thấy cảm giác thuần khiết đang xoáy sâu thành vòng xuyên qua mô tế bào và ý thức của mình, nuốt chửng lấy cô cho đến khi cô trở thành một dòng xoáy cảm giác hoàn hảo. Và Anainen đã đem đến cái nhìn mang tính kỹ thuật hơn, nhưng cực kỳ rõ ràng,
chân thực trong những cuốn nhật ký nổi tiếng của bà. Toàn bộ bí ẩn khoái cảm trong cơ thể một người phụ nữ nằm ở rung động mãnh liệt ngay trước cực khoái. Đôi khi nó chậm chậm, 1, 2, 3, 3 nhịp đập nhanh, rồi phóng ra một thứ rượu mùi bỏng cháy và giá băng suốt cơ thể. Nếu nhịp đập ấy uể oải, lặng lẽ, thì khoái cảm sẽ giống như một con sóng dịu dàng. Túi hạt mê ly ấy bắn tung tóe ra ngoài với ít nhiều năng lượng. Khi đã đạt độ căng mẩy nhất, nó chạm đến mọi bộ phận của cơ thể, rung động qua mọi thần kinh và tế bào. Nếu nhịp đập ấy căng thẳng, thì nhịp và phách của nó sẽ chậm dần và khoái cảm sẽ kéo dài hơn. Những mũi tên năng lượng tinh khôi, một đợt sóng khoái cảm thứ hai đổ trùm lên đợt sóng thứ nhất, một đợt sóng thứ ba chạm vào mọi đầu mút thần kinh. Và giờ thì đợt sóng thứ ba ấy giống như một dòng điện chạy dọc cơ thể, một cầu vồng sặc sỡ tràn ngập mí mắt, một lớp bọt sóng âm nhạc đổ ào vào tai. Nó chính là tiếng cồng ngân nghe của cực khoái. Có nhiều lúc phụ nữ cảm thấy cơ thể mình chẳng gì ngoài một chút phập phồng. Nhiều lúc lại cảm thấy đạt đến đỉnh điểm như thế, dường như sẽ chẳng bao giờ có cảm giác nào hơn được thế nữa. Đọc những miêu tả này, có cảm giác pha bình nguyên giống như một cơn thủy triều chậm chậm kéo vào. Có lên, có xuống, có xô bờ, có rút đi. Và rồi dòng sóng này lên đến tột đỉnh và toang ra, trào ra trong sự khoái trá vô bờ. Những miêu tả trong văn chương này chẳng phải nghe rất giống với đường E, thể hiện cực khoái đầu tiên trong đồ thị của Masters và Johnson hay sao? Giờ hãy nhìn vào phần miêu tả về cực khoái của một người đàn ông trong tác phẩm Ulysses của James Joyce. Và rồi một tên lửa phóng vụt lên và nổ sáng chói lòa. Thế là, chao ôi, cái ngọn nến La Mã ấy tung ra như một tiếng thở dài. Rồi người ta nấc lên trong sự sung sướng mê ly. Cái sung sướng phun trào như một dòng mưa, gồm những sợi tóc, tuyền những vàng là vàng, và chúng đổ và đổ. Oà, tất cả đều là những ngôi sao xanh mờ đang rơi xuống cùng với bụi vàng. Ôi sao mà đẹp thế, sao mà ngọt ngào, dịu êm thế. Ngọt ngào và dịu êm, dịu êm. Nghe giống với đường C, gần như là không có bình nguyên gì cả, đúng không? Chỉ một cú bắn thẳng, hoặc những gì mà tác giả William Gass đã gọi là bước nhảy của tinh trùng. Trạng thái dòng chảy trong tình dục. Khi bạn đang ở pha bình nguyên và những cơn sóng alpha đang rất cao, đó chính là trạng thái dòng chảy phiên bản tình dục. Nó tương tự với trạng thái dòng chảy của vận động viên. Khi mọi thứ xung quanh họ đều nhạt nhòa đi hết, họ hiện diện trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại và ý thức cùng hành động nhập làm một. Tôi chắc chắn không phải là một vận động viên đẳng cấp, nhưng tôi đã bước vào trạng thái dòng chảy hoặc cảm thấy mình được ở trong trạng thái đó trong khi thực hiện những hoạt động như chạy, lái xe, bơi, thiền, đọc sách, viết, thậm chí là rửa bát hoặc đánh răng, dắt chó đi dạo, buộc dây giày cho con trai và chắc chắn là cả trong lúc làm tình. Tôi kiểu như đã quên hết thảy mọi thứ trên đời. Tôi hiện diện ở khoảnh khắc đó là một kiểu hành động nào đó lặp đi lặp lại mà tôi không phải nghĩ đến. Tới mức tâm trí tôi bước vào trạng thái thư giãn y như thôi miên, một kiểu mơ màng. Khi làm việc với khách hàng, thỉnh thoảng tôi gọi pha này là pha mơ màng thay vì pha bình nguyên, vì thỉnh thoảng cái từ bình nguyên ấy ám chỉ sự xa lầy, không thay đổi, chững lại, như trong một chế độ tập thể dục hay ăn uống giảm cân của ai đó. Nhiều phụ nữ chắc là cuối cùng cũng chững lại ở pha bình nguyên. Nhìn lại đường đồ thị B của Masters và Johnson và không đạt đến cực khoái. Với chữ C viết hoa để phân biệt với những tiểu cực khoái mà chúng ta đã miêu tả. Nhưng như chúng ta đã thấy, pha này cũng có đặc tính khác như là tâm lý bị cuốn vào, cảm giác mong manh mấp mé bờ vực,
và các cơ ngày càng căng thẳng trong khắp cơ thể, rồi dần dần giải phóng trên đỉnh cao của cực khoái. Trong khi phụ nữ có khả năng thấy mình trong một bình nguyên tiền cực khoái cổ điển hơn, thì mơ màng là trạng thái mà cả đàn ông và phụ nữ đều có thể rơi vào. Đàn ông nhìn chung có thời kỳ bình nguyên ngắn hơn phụ nữ, và thời kỳ bình nguyên này có thể là đầu mối dẫn đến cực khoái. Ở phụ nữ đầu mối này quan trọng hơn đàn ông. Nhưng dù gì, thì đúng là họ có trải qua một giai đoạn bình nguyên, như được lưu ý trong đồ thị của Masters và Johnson, và có thể đạt khoái cảm mãnh liệt, cũng như cảm giác kết nối và thu hút sâu sắc, trong khi vươn ra và đắm mình vào trạng thái mơ màng. Kích hoạt bộ não bạch tuộc. Bạch tuộc là động vật chân đầu, nó có bộ não và hệ thần kinh rất khác với con người, và nó đã tiến hóa dưới mặt biển kể từ thời kỳ khủng long. Giống như con người, bạch tuộc thật ra có một bộ não tập trung, nhưng không giống con người. Phần lớn neuron thần kinh của bạch tuộc được phân phối ra khắp 8 xúc tu phủ đầy giác mút. Những xúc tu này hành động độc lập với bộ não trung ương, và mỗi xúc tu đều có khả năng nếm, chạm, chuyển động và thậm chí là ngửi. Cơ thể của nó là bộ não của nó. Bởi thế, trong giai đoạn tình dục này, hãy trở thành một con bạch tuộc. Hãy để cho bộ não trong đầu bạn ngừng suy nghĩ và tin tưởng, để bộ não bạch tuộc ở khắp cơ thể hướng dẫn bạn. Đồng bộ hóa. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Socioaffective Neuroscience and Psychology, nhà khoa học thần kinh Adam Safran đã gợi ý rằng chính nhịp điệu của các động tác tình dục đã dẫn tới trạng thái giống thôi miên. Không như việc đẩy ai đó trên xích đu, nhịp điệu tình dục có thể kích hoạt một hiện tượng gọi là cuốn hạt thần kinh hay hiệu ứng thần kinh đồng bộ. Khái niệm cuốn hạt ban đầu được nhà vật lý người Hà Lan Christian Huygens miêu tả vào năm 1665. Ông đã nhận thấy khi hai đồng hồ quả lắc ban đầu không đồng bộ, nhưng dần dần sẽ đánh nhịp giống nhau chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, khoảng nửa tiếng. Nhiều năm trời, kiểu đồng cảm kỳ lạ này, theo chính cách Huygens miêu tả, vẫn là một bí ẩn. Nhưng nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, khi các con lắc dao động, những xung động âm thanh sẽ dịch chuyển giữa các đồng hồ, rồi tác động đến sự chuyển động của con lắc và khiến chúng đồng bộ. Safran viết, nếu hai người đang chăm chú vào cùng một nhịp điệu, thì bạn có thể thấy được sự đồng bộ hóa ở hệ thần kinh của họ. Điều đó cho phép họ gần gũi nhau hơn trên rất nhiều phương diện. Giống như thiền định, tình dục có tiềm năng đánh bật những suy tư trăn trở, vì trải nghiệm tập trung vào cảm giác và thay thế vào đó là chăm chú vào bản thân cũng có thể được coi như một kiểu trạng thái thôi miên. Trong tiểu thuyết Tiệc bơi khỏa thân mùa hè của Jessica Ania Blow, nhân vật Jamie bắt đầu nghĩ ngợi và suy tư về thế giới bên ngoài. Cô cũng quan sát cuộc làm tình hiện tại của mình với bạn trai Flip, nhưng rồi sau đó đã bị hút vào trạng thái đắm chìm và thôi miên tình dục do những kích thích bằng tay có nhịp điệu ở âm hộ của cô ấy. Hãy lắng nghe cô ấy để thấy được tâm trí cô đã được dịch chuyển từ thế giới bên ngoài vào khoảnh khắc và nơi chốn hiện tại này như thế nào. Để đắm chìm và thu hút hoàn toàn vào đây, lúc này, và chỉ hiện diện trong khoảnh khắc này mà thôi. Lưng Jamie dựa thẳng vào tấm ván hàng rào, Flip nghiêng về phía cô, ghì cô thật mạnh và thật sâu, như thể anh ấy đang định ép thẳng cô ra bằng bộ ngực và phần hông mình, trong khi hôn cô ngấu nghiến. Jamie nghĩ chắc là sẽ có vài dăm gỗ bám vào lưng mình. Cô tìm xem không biết có thể thêm thắt những gì để sau này cô sẽ kể cho Tammy và Dibby nghe. Trong đầu cô lúc này, từng hành động, cử chỉ của Flip đều được tường thuật trực tiếp. Cô chỉnh sửa nó và viết lại nó nếu nó nghe không thật mùi mẫn hoặc thú vị lắm. Và khi Tammy chú ý đến tiếng nhịp điệu lặp đi lặp lại của bàn tay Flip, trà sát ở phần eo dưới của cô,
Đột nhiên cô cảm thấy như thể cô đang cháy hết lên như đám lửa gỗ bạch đàn. Thật là một đám cháy tuyệt đẹp và kỳ vĩ. Một đám cháy rừng rực với sức nóng và những cái lưỡi lửa mà Jamie không thể chạy trốn vào câu chuyện cô đang kể trong đầu. Đột nhiên, cô thấy mình đang ở trong chính cơ thể của mình, giống như một chiếc cốc lồng vừa khít vào chiếc cốc bên ngoài. Flip nâng chân phải của Jamie lên, tiến mình vào trong cô và đám lửa loang rộng, bùng lên như có dầu bắt lửa. Một lần nữa, bạn có thấy cơ thể đang tiến sâu vào pha bình nguyên và đắm chìm vào hiện tại thông qua nhịp điệu và sự dịch chuyển vào cực khoái không? Pha bình nguyên trong phản ứng tình dục thường không nhận được sự công nhận một cách đích đáng vì nó thường vội vã bước vào cực khoái hoặc vẫn duy trì mà không có cực khoái. Nhưng dù chuyện gì xảy ra sau đó thì pha bình nguyên, một trạng thái mơ màng nhưng đầy khoái cảm và sâu sắc, xứng đáng được tận hưởng tột độ dù bạn thuộc giới nào. Bài tập thực hành. Hãy nghĩ đến lần làm tình mới đây, bạn có bước vào pha bình nguyên với mức độ cực khoái cao không? Bạn có thể bước vào trạng thái đắm chìm như thôi miên thông qua kích thích bộ phận sinh dục theo nhịp không? Nếu không, điều gì đã cản trở bạn? Áp lực, không có khoái cảm, không có nhịp điệu. Nếu bạn không đạt được trạng thái bình nguyên, đến lúc nào trong quá trình hưng phấn đó thì mọi thứ nguội lạnh và bắt đầu chững lại? Bạn đã làm gì trong suốt pha bình nguyên đó? Chúng dựa vào kích thích bằng tay, kích thích bằng miệng hay bộ phận sinh dục tiếp xúc với nhau? Hay tất cả? Bạn đã chuyển từ bộ não trong đầu sang bộ não bạch tuộc, nơi cảm giác của bạn mới là kẻ chỉ huy chưa? Bạn đã đọc nhiều miêu tả về cực khoái trong văn học. Bạn miêu tả cực khoái của bạn như thế nào? Và điều gì dẫn tới cực khoái? Từ ngữ nào nảy ra trong đầu bạn? Nó giống như những đợt sóng, như một số miêu tả đã nói đến, hay một đợt phun trào. Nếu bạn không đạt cực khoái, thì bạn miêu tả quá trình này như thế nào? Hãy lấy một ẩn dụ đơn giản hoặc một cách ví von so sánh, rồi bắt đầu từ đây. Tình dục như một cuộc đua ngựa. Cả hai con ngựa cùng ào ra khỏi cổng. Nhưng khi con ngựa của anh ta bắt đầu tăng tốc, thì con ngựa của tôi bắt đầu chậm lại. Tình dục như một đại dương, những con sóng cứ xô bờ, rồi lại rút vào bờ. Tình dục giống như một chuyến leo núi, mọi công sức và tinh thần tập trung là để đạt được đỉnh cao. Tình dục giống như một bữa ăn, tất cả những gì bày biện ra là để ngấu nghiến. Tình dục giống như khiêu vũ. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy chọn một hoạt động kiểu tình dục như là dành cho bạn. Tại sao bạn lại chọn hoạt động đó? Bạn thấy chúng giống nhau ở điểm nào? Hãy cứ tiếp tục suy nghĩ nhé. Bài tập bổ sung. Nếu bạn có bạn tình, hãy thực hành đồng bộ hóa theo nhịp và đắm chìm vào pha bình nguyên của nhau vào lần tới khi các bạn làm tình. Hãy chọn một kiểu kích thích, bằng tay, bằng miệng, bộ phận sinh dục tiếp xúc với nhau và thử mọi thao tác với mục đích trong đầu là ru bạn tình vào trạng thái như thôi miên. Tập trung vào việc buông xả bản thân vào trạng thái đắm chìm. Hãy để nhịp điệu của hành động bạn đang làm đưa bạn đi xa. Tiếp cận tình dục như là một bài tập thể thao, chứ không phải một buổi trình diễn. Chương 16. Từ đồng điệu đến cực khoái. Bước vào pha bình nguyên với những cấp độ hưng phấn cao, những cấp độ cần thiết, thì giai đoạn kịch bản này chính là bước chuyển biến để người ta đi vào một trạng thái thật sâu, đắm chìm hoặc đồng điệu trong tình dục, thông qua kích thích bộ phận sinh dục theo nhịp đến mức cực điểm và thành cực khoái. Sự cực khoái này được xác định bằng các co thắt không tự chủ ở bộ phận sinh dục, bằng sự giải phóng căng cơ trong khắp cơ thể và bằng hiện tượng kích hoạt hệ thống giảm đau, gây ra cảm giác mà nhiều khách hàng của tôi miêu tả giống như trải nghiệm thoát xác. Nhà thần kinh học Nan Wise nói rằng cực khoái kích hoạt sự giải phóng của tầng tầng lớp lớp các chất như chất giảm đau tự nhiên,
chất loại bỏ căng thẳng và chất củng cố tâm trạng. Hãy nghĩ đến chuyện bộ não của bạn thích thú tận hưởng một ly cocktail ngon lành, gồm dopamine ngày càng tăng, đi kèm với phần thưởng và sự nhiệt tình. Endorphins, chất giảm đau tiết ra từ trong cơ thể, củng cố cảm giác khỏe mạnh, hạnh phúc. Serotonin, để bình tĩnh lại, và oxytocin, tạo điều kiện cho sự gắn bó thân mật. Kết quả là một liều thuốc tự nhiên để củng cố sức khỏe. Và theo Chevron, cực khoái giống như một đợt tiêm thuốc phiện. Khoái cảm mãnh liệt của cực khoái sinh ra bởi một hỗn hợp phong phú các chất hóa học thần kinh tiết ra trong suốt trải nghiệm đỉnh điểm của trạng thái thôi miên tình dục. Do đó, nó tạo ra trạng thái mơ màng, thậm chí còn sâu hơn nữa. Nếu trạng thái thôi miên này xảy ra khi ở cùng một cá nhân khác, người này cũng đang đắm chìm tương tự, thì nó có thể góp phần tạo ra cảm giác kết nối với người đó, và nó mở rộng ranh giới bản thân người khác. Nhắc đến cực khoái và sự mở rộng ranh giới bản thân người khác, hãy cùng quay lại vùng đất văn chương để tìm kiếm một áng văn miêu tả. Lần này là từ tiểu thuyết của Vikram Chandra mang tên Love and Longing in Bombay, tạm dịch Bombay đã yêu đã thuộc về nhau. Anh ôm lấy bờ hông cô và kéo ghìm lấy cô để nhổm lên và tiến về phía cô. Anh gọi tên Mekha, rồi cô xoay người cúi xuống để nhìn anh. Và trong khoảnh khắc gần nhất, anh cảm thấy một sự vỡ òa, mê mẩn và sống động. Phút tư lự cuối cùng, anh đã hỏi: đây là tôi ư? Đây là em? Ở phần trước cuốn sách này, chúng ta đã nói về những kiểu tình dục khác nhau: tình dục duy trì nòi giống, tình dục yêu đương và tình dục tiêu khiển. Tôi cũng đã nói đến sự kết hợp của tình dục yêu đương và tình dục tiêu khiển thành một kiểu tình dục yêu đương tiêu khiển. Nhưng ở đây, trong pha mơ màng cực khoái này, cũng có một cảm giác mơ hồ kiểu tâm linh, kiểu như một nghịch lý trong tình dục. Đây là tôi, đây là em. Tôi và em hòa tan trong nhau nhưng không hề tan biến. Tôi và em loang ra nhưng lại thu vào cùng lúc. Được cho đi và được nhận về, được trú ngụ mà cũng được thoát ra khỏi cơ thể và rồi thăng hoa. Được ở nơi không cần nói thành lời, không cần diễn tả, không cần khắc họa, chỉ cần chân thực tồn tại. Thôi miên và đồng điệu. Vì đàn ông có pha bình nguyên ngắn hơn và thường đạt được cực khoái nhanh hơn phụ nữ, nên tôi khuyên những cặp đôi dị tính là hãy thu hẹp khoảng cách cực khoái để đàn ông tập trung vào bạn tình nữ khi bước vào pha đồng điệu và sau đó là cực khoái. Hãy nhớ rằng được đồng bộ hóa là được hòa vào một nhịp điệu nào đó. Trong trường hợp này là nhịp điệu chuyển động của bạn tình và cuối cùng tiến tới cực khoái. Một khi người đàn ông đã đạt cực khoái rồi, thì anh ta sẽ quay trở lại trạng thái trước hưng phấn khá nhanh. Anh ta rất khó có thể duy trì trạng thái đắm chìm và rồi đồng điệu với bạn tình lần nữa. Nhà nghiên cứu Barry Komisurek đã chỉ ra rằng bộ não của đàn ông có xu hướng ít phản ứng với kích thích sau cực khoái, trong khi não của phụ nữ không bị hạn chế theo cách đó. Sau khi phụ nữ đạt cực khoái, họ sẽ trượt dần về trạng thái trước hưng phấn, nhưng nhấn nhá, lang thang nhiều hơn trong thung lũng của pha bình nguyên. Bởi thế, cô ấy rất có thể sẽ gợi lại được trạng thái đắm chìm để tiếp tục bước vào quá trình đồng bộ hóa với bạn tình mà ít phải nỗ lực hơn. Hãy nhìn lại sơ đồ của Masters và Johnson, rồi so sánh chu kỳ phản ứng tình dục giữa đàn ông và phụ nữ, đặc biệt là pha hậu cực khoái. Hãy nhìn đường C để thấy đàn ông thoái trào nhanh chóng thế nào sau cực khoái. Nhưng ở đường E, phụ nữ vẫn còn nấn ná lâu hơn trên pha bình nguyên và sẽ dần dần hoặc đi xuống, hoặc lại đi lên và tiếp tục có cực khoái thứ hai. Do đó, tinh thần của cuốn sách She Comes First, tạm dịch Cô Ấy Lên Đỉnh Trước,
thêm một lần nữa tỏ ra có giá trị, đặc biệt là với cặp đôi dị tính. Khi mà tỷ lệ cực khoái tiềm ẩn giữa đàn ông và phụ nữ trong một lần làm tình là một trên nhiều lần cực khoái. Nhưng thực sự thì kinh nghiệm cho thấy đây là điều có thể áp dụng được với mọi cặp đôi, dù họ thuộc giới tính hay khuynh hướng tình dục như thế nào. Có lẽ tốt nhất bạn tình nào có khoái cảm chín mùi hơn thì nên nín lại, vì có khả năng họ có thể đạt cực khoái ngay sau cực khoái của bạn tình. Trong khi hành nghề, thường thì tôi sẽ thảo luận về đường cong hưng phấn của từng người, rồi về người thường đạt cực khoái sớm hơn. Vì chúng tôi muốn sắp xếp một kịch bản tình dục để không ai bị bỏ lại phía sau. Điều này thường có nghĩa là bạn tình nào thường hay đạt cực khoái trước. Thật ra, sau khi áp dụng kịch bản này sẽ đạt cực khoái sau. Cơ chế cấp số nhân. Nói đến cực khoái nhiều lần và cơ chế đằng sau nó, một nhóm các nhà khoa học người Ý đã nghiên cứu vi kiến trúc của âm vật. Họ phát hiện ra rằng, không giống dương vật, âm vật không chứa một đám rối tĩnh mạch. Một nút thắt chặt rối bòng bong những mạch máu có tác dụng như một ống dẫn chính để máu rời khỏi cơ quan đó. Trong cuốn sách Woman, An Intimate Geography, tạm dịch, Phụ nữ, một vùng đất thân mật, Natalie Angier đã thảo luận về nghiên cứu này. Rất có thể tính chất tương đối phức tạp của dòng máu đã cho phép âm vật phồng lên và không vội vã xẹp xuống, tạo ra một món quà trời phú dành cho phụ nữ, cực khoái nhiều lần. Cô viết, có thể phải mất nhiều thời gian mới lên được đỉnh đầu tiên. Nhưng một khi đã lên được rồi, thì cái người leo núi đang nồng nàn say đắm ấy sẽ tìm thấy những đôi cánh đang nằm đó chờ đợi cô. Cô ấy sẽ không cần phải bò trở lại chân núi trước khi bay lên được đến đỉnh tiếp theo, mà cô ấy có thể xà xuống như một chú chim đang sải cánh nương theo cơn gió phúc lành. Tập đồng bộ hóa. Với những cặp đôi đang học cách đồng điệu và tạo ra cực khoái không đồng thời, người này ngay sau người kia, tôi gợi ý các bạn nên bắt đầu với những chu kỳ cho nhận thông qua kích thích bằng tay và hoặc bằng miệng. Lần lượt từng người một cho rồi nhận, để người cho có thể học cách đưa bạn tình vào trạng thái đồng điệu theo nhịp thông qua kích thích bộ phận sinh dục cực nhạy cảm, thay vì tìm cách để chính mình đồng điệu. Điều quan trọng ở đây là lập ra một nhịp điệu bền bỉ, không thay đổi, cho phép bạn tình chỉ đạo và điều chỉnh theo nhịp điệu đó. Hãy nghĩ đến thời điểm bạn đang thủ dâm. Bạn biết mình muốn chạm vào đâu và chạm vào như thế nào. Bạn biết khi nào thì tăng áp lực hoặc chà sát, và làm thế nào để khớp cái chạm đó với đường cong hưng phấn của mình. Chẳng ai đọc được suy nghĩ của bạn và biết cách khiến cho tất cả diễn ra hoặc tái diễn ra theo ý bạn. Bởi thế, nếu bạn bước vào trạng thái đồng điệu và đang tiến về cực khoái, hãy là người chỉ đạo trong việc tạo ra khoái cảm mà bạn muốn. Điều này cũng áp dụng với bạn tình của bạn khi họ đang là người được bạn đồng bộ hóa. Như thế, kích thích theo nhịp diễn ra trong pha bình nguyên cần phải trở thành một pha thủ dâm mở rộng. Ý là cũng giống như việc một người có thể sử dụng chính bàn tay mình để làm bản thân khoái cảm. Họ cũng có thể sử dụng cơ thể của bạn tình, tay, miệng, dương vật, âm hộ, mông, lưng, ngực, xương bánh chè. Bạn có thể kể ra những ví dụ như thế để tạo ra kích thích bộ phận sinh dục theo nhịp như ý. Trong suốt quá trình đồng bộ hóa như thế, bạn không trao khoái cảm nhiều bằng nhận được khoái cảm từ bạn tình theo những cách bạn muốn. Nhìn chung, người trao khoái cảm nên có mục tiêu là tạo ra một nhịp điệu bền bỉ và cho phép người nhận điều chỉnh áp lực, sự chà sát của kích thích như họ cần. Bạn tình bước vào trạng thái đồng bộ hóa sẽ luôn là người chỉ đạo. Ví dụ, trong suốt thời gian kích thích dương vật bằng miệng, không hề bất thường khi người đàn ông thay đổi lực bàn tay đang nắm lấy thân dương vật của mình, hoặc tự điều chỉnh tư thế đầu của bạn tình theo độ sâu và góc mình muốn, rồi thay đổi tư thế của đôi bên. Trong trạng thái đồng bộ như thôi miên và trong sự mơ màng của pha bình nguyên này,
một bạn tình hoàn toàn đắm chìm vào thao tác và coi bạn tình kia là vật thủ dâm. Nếu bạn là người cho, hãy coi mình như là một món đồ chơi bằng xương bằng thịt, biết hít thở và có cảm giác, nhập vào với nhịp điệu của bạn tình. Sẽ sớm thôi, bạn sẽ được là người nhận khoái cảm. Hãy lập ra những nhịp điệu đơn giản có thể duy trì qua cực khoái, đến khi người bạn tình được đồng bộ hóa kia yêu cầu bạn dừng kích thích. Ở phần 5, chương 29, tôi sẽ thảo luận về nhiều bài tập thủ dâm cùng nhau. Trong đó, mỗi người có thể tự thủ dâm cho mình sao cho cùng nhịp với người kia, hoặc hai người thủ dâm cho nhau. Hãy sử dụng những bài tập này như là bài tập rèn luyện đồng điệu để thực hành cách hòa nhịp với nhau. Qua đó, có khả năng rút ngắn khoảng cách đồng bộ, cực khoái. Ví dụ, cứ cho rằng hưng phấn có thang điểm 1 đến 10, đồng bộ, cực khoái ở khoảng 8 đến 10. Lúc đầu, giai đoạn rèn luyện đồng bộ, một bạn tình, người thực hiện kích thích, có thể thực hành. Tập đưa bạn tình của mình đến trạng thái đồng bộ, cực khoái. Nhưng quyết định duy trì ở mức giữa của hưng phấn của mình. Cứ cho là 4 đến 7. Cho đến khi đến lượt anh ấy được bước vào trạng thái đồng bộ, cực khoái. Nhưng khi chuyện này đã trở nên quen thuộc, có lẽ cả hai sẽ kích thích cho mình, cho nhau, đến mức gần đạt đồng bộ. Cứ cho là ở mức độ 8 điểm đi, và lần lượt thay nhau đồng bộ, cực khoái trong cảm giác giống như một dòng chảy liên tục, mà ranh giới giữa đồng bộ, cực khoái đã bị làm mờ đi và các trải nghiệm nhập vào nhau. Hãy thử đồng bộ hóa kiểu mở mắt và nhắm mắt. Một số cặp còn nhìn chằm chằm vào mắt nhau, trong khi hưng phấn đỉnh điểm tới lúc cực đồng điệu. Trong khi những người khác thì cần nhắm mắt lại để hoàn toàn đắm chìm. Hãy tập với những nhịp điệu và lối mòn có thể dễ dàng len lỏi vào ý thức của bạn và trở nên quen thuộc với bạn. Để bạn thậm chí làm mà không cần phải nghĩ, bạn chỉ cứ vậy mà hành động thôi. Giống như học khiêu vũ, bạn có thể phải tập thử vài lần để thuộc đường đi nước bước trước đã. Và có thể bạn sẽ vấp váp đôi chút, nhưng hãy cứ thực hành, cứ tập đi. Sớm thôi, vũ công và điệu vũ sẽ hòa làm một và làm một. Đồng điệu cao cấp. Đồng điệu khi tiếp xúc bộ phận sinh dục với nhau, giao hợp, có thể là dạng thức được các cặp đôi dị tính mong muốn nhất. Và cũng là khó khăn nhất với khoảng cách âm vật, âm đạo như được bàn trước đó. Và với việc bạn rất dễ quá mải mê với sự hưng phấn của mình mà quên mất bạn tình. Nhưng với những người theo đuổi cực khoái đồng điệu kiên nhẫn và nhiệt huyết, hãy kích thích âm vật bền bỉ theo một nhịp đơn giản. Như khi giao hợp trong tư thế thầy tu, hãy đâm sâu có nhịp điệu, nhấn mạnh tiếp xúc rõ ràng nơi âm vật, hoặc tìm ra một tư thế cho phép bạn kích thích âm vật đều đặn, không ngừng. Đã thế, lại được tăng cường bằng những chuyển động dập dờn nhẹ nhẹ. Như hai bàn tay của người đàn ông đặt dưới mông người phụ nữ, hoặc hai chân người phụ nữ ôm choàng quanh mông người đàn ông hoặc qua vai anh ta. Tư thế này được gọi là kỹ thuật giao hợp thẳng hàng, CAT. Nếu người nữ nằm trên thì sẽ dễ dàng hơn trong việc duy trì tiếp xúc âm vật tối ưu. Và trong hầu hết các tư thế khác với tư thế người nữ nằm trên, bạn có thể cần bổ sung kích thích âm vật bằng tay hoặc bằng máy rung. Hãy nghĩ đến chuyện này như là giao hợp biến tấu hoặc giao hợp plus, giao hợp cộng thêm một kiểu kích thích âm vật bền bỉ nào đó. Bạn cũng nên nhớ rằng, thời gian trung bình từ dương vật đi vào âm đạo đến lúc xuất tinh, IELT là khoảng 5-6 phút. Bởi thế, đồng bộ hóa theo nhịp nên thực hiện trong khoảng thời gian ấy. Việc đó sẽ không là vấn đề nếu bạn có một kịch bản tình dục vun đắp hưng phấn mãnh liệt, một yếu tố cần thiết để dẫn tới pha bình nguyên. Theo một khảo sát của các nhà trị liệu tình dục giao hợp PIV là quá nhanh khi nó chỉ kéo dài 1 đến 2 phút, trung bình là 3 đến 7 phút và đáng mơ ước là 7 đến 13 phút. Khoảng quá dài thì lên tới 30 phút,
Nhưng theo kinh nghiệm trị liệu của tôi, nhiều phụ nữ than vãn nếu giao hợp lâu quá 15 phút thì họ sẽ cảm thấy đau đớn và nguội lạnh. Bởi thế, hãy đi tới pha bình nguyên với một mức hưng phấn thật cao, rồi tập trung vào thực hiện đồng bộ hóa theo nhịp điệu giao hợp Lush. Bạn có thể thực hiện việc này trong 5 đến 7 phút là đủ. Như thế, đây có vẻ là công thức tuyệt vời nhất để cùng nhau đạt cực khoái thành công thông qua PIV. Dù bạn có định cùng đạt cực khoái hay không, tuần tự hoặc đồng thời, thì bạn vẫn nên duy trì kích thích theo nhịp trong suốt thời gian bạn tình đạt cực khoái. Đừng dừng lại cho đến khi bạn tình bảo bạn dừng. Khi kích thích dừng giữa chừng, hầu hết đều cho rằng chất lượng cực khoái đã bị suy giảm hẳn đi. Một số phụ nữ còn mất hoàn toàn cực khoái. Trong khi đối với đàn ông, điều này bất thường hơn. Vì đàn ông đạt đến điểm không thể quay lại, chắc chắn phóng tinh. Lúc đó, họ sẽ lên đỉnh dù kích thích có thay đổi thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, họ có thể trải qua cực khoái không thỏa mãn. Có cả một thể loại phim sex gọi là cực khoái phá hoại. Khi mà kích thích đột ngột dừng lại, ngay khi người đàn ông xuất tinh. Nó lại thuộc một thể loại phim sex lớn hơn là phim nữ bạo dâm mà chúng ta cũng đã thảo luận trước đó rồi. Tính bất khả đoán. Giống như khi bạn có thể buộc dây giày mà không cần phải nghĩ ngợi gì, một khi quá trình nền tảng và cơ bản của việc đồng bộ hóa đã được thiết lập, lập mã và lưu trữ trong hạch nền của não, nơi những lối mòn, thói quen được lưu trữ, tổ chức và được chuẩn bị để sẵn sàng sử dụng mà không cần phải tư duy có ý thức, thì bạn có thể khiêu vũ trên điệu nhảy đồng điệu tinh tế hơn và phức tạp hơn bằng cách xen một số thứ bất khả đoán vào trong chuỗi hành vi khả đoán. Tính bất khả đoán kích thích hệ dopamine trong não. Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm hưng phấn, phấn khích và háo hức. Bạn càng muốn cái gì đó như cực khoái và càng theo đuổi nó, thì dopamine càng giúp bạn tập trung vào mục tiêu là phần thưởng ấy, rồi khuếch đại và trân trọng khoái cảm của mục tiêu đã đạt được. Hãy nhớ lại phương trình của Maureen: sự cuốn hút cộng rào cản bằng phấn khích. Những yếu tố bất khả đoán chính là rào cản, trong khi những yếu tố khả đoán thường ít khi là rào cản. Đầu tiên, rõ ràng là ít nhất phải có một kích thích theo nhịp ở một mức độ nào đó để tạo điều kiện cho sự thú vị trong tình dục. Một nhịp quá thất thường hoặc quá vô tổ chức lại có thể gây nhiễu. Adam Chapron viết. Nhưng một khuôn mẫu quá khả đoán có thể dẫn tới nhàm chán và đơn điệu. Bởi thế, có thể tránh né sự khả đoán thái quá này bằng cách đưa vào kích thích mới mẻ, bằng cách chuyển thức nhịp điệu hoặc tăng tính phức tạp của nhịp điệu. Chuyển thức nhịp điệu, tăng tính phức tạp của nhịp điệu. Phần lớn ngôn từ nói về sự đồng điệu giống với ngôn từ nói về âm nhạc. Thật sự, Chapron tin rằng âm nhạc và vũ điệu có thể là những thứ duy nhất tương đồng với tương tác tình dục, ở chỗ nó có khả năng đồng bộ hóa nhịp điệu thần kinh, đồng thời sinh ra sự đắm chìm cảm giác và thôi miên. Âm nhạc của khoái cảm. Những thăng hoa hoặc biến tấu của âm nhạc thường là những nốt nhanh xung quanh một nốt chính. Những sự biến điệu này không nhất thiết phải có mặt khắp cả bản nhạc. Thay vào đó, nó chỉ đem lại hơi thở đa dạng, phong phú, cho phép người biểu diễn thêm thắt cá tính của mình. Trong khi kích thích bộ phận sinh dục theo nhịp điệu, chúng ta sẽ muốn cảm nhận cá tính của riêng mình, sẽ muốn thêm một chút tính đa dạng, linh hoạt và bất khả đoán. Chúng ta sẽ muốn tăng cường cảm giác thú vị và sống động, mà không làm gián đoạn cả trạng thái dòng chảy. Dưới đây là một số cách biến điệu một khúc nhạc. Bạn cảm thấy gì khi đọc những thuật ngữ này và những miêu tả đi kèm? Bạn có thể dịch chuyển nó sang lĩnh vực tình dục được không? Láy rền. Một sự thay đổi rất nhanh chóng giữa một nốt chỉ định với nốt cao hơn. Một âm láy rền sẽ như thế nào đối với âm vật hoặc quy đầu dương vật của bạn tình? Bạn có thể tưởng tượng bạn tạo âm rung cho các quy đầu này bằng lưỡi của mình được không? Lượn.
được biểu thị bằng hình chữ S ngược nằm ngang trên khuôn nhạc, bao gồm nốt đó và một nốt cao hơn, một nốt thấp hơn. Những chỗ lượn nhẹ và chỗ trung gian dọc theo phần thân dương vật hoặc môi âm hộ có thể tạo ra sự ngắt quãng cho đà. Nốt dựa, một nốt được thêm vào thường theo nhịp mạnh nhất, ở giữa những khoảng hẫng nhỏ. Bạn có thể mường tượng ra việc gõ một nốt dựa lên khúc trên hoặc khúc dưới dương vật hoặc đáy chậu, với những nhịp mạnh và các khoảng hẫng nhỏ. Nốt dựa khác, một kiểu biến tấu được đánh cùng lúc với nốt chính, và rồi ngay lập tức thả ra, cũng được gọi là đánh cùng nhau. Một nốt đánh cùng nhau lướt qua dây thắng dương vật bằng một chiếc lưỡi ẩm ướt và nhanh chóng thu về, như khi nó được đưa ra có thể tạo hiệu ứng trêu ngươi nghịch ngợm. Vuốt, lướt ngón từ phím này tới phím kia, nghe như là một cú trượt ngọt ngào khi bạn áp dụng ở bất cứ đâu trên bộ phận sinh dục. Ở nốt cuối cùng, bạn cũng nên cố gắng tạo ra sự đồng bộ với bạn tình của mình tại những khu vực khác trong cuộc sống và những phần khác trong kịch bản tình dục. Quan trọng là bạn nên lưu ý rằng mặc dù hoạt động tình dục liên quan tới kích thích bộ phận sinh dục có thể đặc biệt hữu ích cho việc đắm chìm vào khung trời cảm giác, nhưng ta hoàn toàn có thể dùng chữ thôi miên để miêu tả cho rất nhiều tương tác tình dục ý nhị hơn, đa dạng hơn, từ hôn đến khiêu vũ, và thậm chí còn nói chuyện thân mật tình tứ theo một kiểu nào đó. Saffron viết: hôn, khiêu vũ, trò chuyện mặt đối mặt. Càng tham gia những hoạt động đồng điệu này với bạn tình một cách có ý thức, thì chúng ta càng dễ đạt được những trạng thái đồng điệu, cả trong và ngoài phòng ngủ. Vì chúng sẽ được mã hóa trong cấu trúc thần kinh của chúng ta, và nhờ thế mà ta đã lập ra tiền lệ cho sự đồng điệu. Thứ đem chúng ta ra khỏi pha bình nguyên, cực khoái, và đi vào pha thoái trào, hồi quang, khoảng ngừng giữa các sự kiện tình dục. Nói rộng ra là những gì xảy ra ngoài phòng ngủ sẽ tác động đến chuyện xảy ra trong phòng ngủ. Để có đời sống tình dục chất lượng, bạn phải có một mối quan hệ kiểu như tạo cảm hứng cho bạn làm tình ngay từ giây phút ban đầu. Và để bạn duy trì cái mà tôi gọi là sợi tơ tình giữa những lần quan hệ. Bài tập thực hành. Hãy nghĩ đến lần quan hệ gần đây nhất. Cực khoái có xảy ra không? Bạn có đạt cực khoái không? Bạn tình của bạn đạt cực khoái hay là cả hai? Bạn đã tạo ra nhịp điệu đồng bộ nào để bước vào cực khoái? Ai đạt cực khoái trước? Ai đạt cực khoái sau? Kích thích vẫn được duy trì trong suốt thời gian diễn ra cực khoái chứ? Cực khoái lần này, bạn có thấy sung sướng và mãn nguyện không? Bạn muốn thay đổi điều gì ở pha bình nguyên, cực khoái? Ví dụ như trật tự cực khoái trước sau chẳng hạn, hoặc kiểu kích thích. Bài tập bổ sung. Thông qua ống kính đồng điệu, hãy thử một số hoạt động theo nhịp khác với bạn tình, như là hôn, nhảy hoặc trò chuyện. Làm những việc này cả trong và ngoài phòng ngủ. Chương 17. Chăm sóc hậu tình. Trong những khoảnh khắc sau tình dục mà Masters và Johnson đã đặt tên là pha thoái trào trong chu kỳ phản ứng tình dục, có một cơ hội tuyệt vời để thăm dò cả bản thân bạn và bạn tình. Ví dụ, sau một cuộc làm tình, các bạn sẽ từ thăng hoa trở về với thực tại, về với cơ thể của mình, với chiếc giường và với bản thân. Một số người chưa từng rời bỏ bản thân hay sức nặng của những suy tư và lo lắng của riêng họ. Một số người mơ màng trên cao, một số người bám ghì dưới đất, một số người muốn vươn lên và kết nối với bạn đồng hành. Họ muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn xác nhận đi xác nhận lại mối liên kết này. Trong khi người khác muốn trôi vào giấc ngủ, và một số khác đã sẵn sàng cho những thứ gây sao nhãng tiếp theo. Những thứ gây sao lãng tiếp theo và đi làm việc khác. Một số người cảm thấy hừng hực sức sống và được kết nối, được làm một phần của vũ trụ, trong khi người khác lại cảm thấy cô đơn và cô độc. Cứ như thể họ đang ở trên một hòn đảo hoang. Dù cảm giác
cảm xúc của họ có như thế nào. Đó đều là giai đoạn sau khi làm tình. Nó là một phần quan trọng của làm tình, nhưng thường xuyên bị bỏ qua. Thăm dò cơ thể. Tôi thường khuyên khách hàng làm công tác thăm dò cơ thể lúc đã thoái trào, tức là chú tâm tập trung vào cơ thể, và đó chính là trung tâm của việc bồi dưỡng tỉnh thức. Sẽ được bàn đến ở phần tiếp theo. Tôi đặt ra cho họ những câu hỏi sau. Cảm xúc của bạn đang nằm ở đâu? Bạn đang cảm thấy gì? Thăm dò cơ thể sẽ giúp bạn tạo ra kết nối giữa cảm giác cơ thể với cảm xúc, kết nối các trải nghiệm với suy nghĩ và ngôn từ. Và để chuyển hướng khỏi những suy tư, cho bản thân hiện diện ở đây, ngay giây phút này. Với những người cảm thấy bồn chồn hoặc bối rối, hoặc không biết cách nối dài khoảnh khắc này và nới rộng ranh giới của nó, một cuộc thăm dò cơ thể chính là xuất phát điểm tuyệt vời. Đầu tiên, hãy chú ý tới ngực của mình khi bạn hít thở thật sâu. Hãy để cảm nhận của bạn tự do bay lượn, đừng phán xét gì hết. Bạn có thể bắt đầu từ đỉnh đầu hoặc từ đầu ngón chân. Bắt đầu tập trung ý thức vào từng bộ phận của cơ thể, dần dần chuyển lên trên hoặc xuống dưới. Đối với mỗi bộ phận cơ thể, hãy cố gắng ý thức về những gì bạn cảm thấy cả về thể chất lẫn tinh thần. Phần này gợi ra cảm xúc tích cực, tiêu cực hay trung tính. Giờ thì hãy chú ý lại tới hơi thở của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra bất cứ sự ức chế, kìm nén trong bộ phận cơ thể cụ thể nào. Tiếp tục đi lên hoặc đi xuống cơ thể, tùy vào nơi bắt đầu của bạn, cho đến khi bạn thăm dò hết. Một số khách hàng của tôi bắt đầu từ bàn chân và họ sẽ nhận ra ngón chân họ vẫn còn đang duỗi ra. Họ vẫn còn cảm thấy sự căng thẳng của tình dục đang rời khỏi những thớ cơ khi họ thư giãn và cởi bỏ những co thắt của cực khoái. Một số người sẽ cảm thấy cực khoái trong bộ phận sinh dục của họ, một chút dư âm, run rẩy. Và một số người khác sẽ vẫn cảm thấy cơ thể còn đang căng cứng và chưa thư giãn. Một số khách hàng sẽ thấy mình đói khi ý thức của họ đi đến bụng. Những người khác vẫn còn cảm thấy lao xao và phấn khích. Một số người sẽ thấy có làn khí ấm áp khắp cơ thể. Một khách hàng thường kể cho tôi nghe rằng sau tình dục, cô ấy có thể nghe được cả nhịp đập trái tim và đếm được những nhịp ấy khi chúng đập chậm dần. Một ví dụ về cảm giác ít được biết đến của chúng ta, cảm giác nội tạng, khả năng cảm nhận được những gì đang diễn ra trong cơ thể. Một số khách hàng nhận ra, đầu họ trở nên thông suốt và tĩnh lại. Người khác thì bắt đầu thấy có một đợt sóng các ý nghĩ và một danh sách những việc cần làm đang ùa đến ý thức của họ. Tôi khuyến khích họ hãy nín lại và duy trì tự tĩnh tâm, học cách đẩy thế giới bên ngoài ra xa để nó không xâm nhập vào tâm trí. Chỉ một chút nữa thôi. Hãy ở trong cơ thể bạn, cơ thể gợi tình của bạn, dù nó có hài lòng hay mãn nguyện hay không. Hãy lắng nghe cơ thể và tâm trí tính dục. Chúng đang nói gì vậy? Hãy lặn vào trong bản thể tính dục. Nó cảm thấy thế nào? Thỏa mãn hay không? Hạnh phúc vì đã ở trong thế giới này hay thấy lạc lõng trôi nổi ngoài kia? Kiểm tra tầng hầm. Bạn mới chỉ quan hệ tình dục ở tầng chính của cuộc đời, mọi thứ sẽ sớm huyên náo trở lại thôi. Nhưng như chúng ta đã thảo luận trong phần giới thiệu với trường hợp của Andy và Eva, bên dưới tầng chính, dưới cái giường, thường có một tầng hầm là tầng hầm cảm xúc. Dưới đó có chữ cái gì cần phải khám phá, cần phải chia sẻ hay không? Một nghiên cứu tiến hành vào năm 2015 trên 230 phụ nữ đã phát hiện ra rằng gần 46% số người này nói rằng họ có cảm giác lo âu và gần như muốn khóc sau khi làm tình, ít nhất là từng một lần trong đời. Hiện tượng này được gọi là hội chứng khó chịu sau quan hệ tình dục, PCD, hoặc nỗi buồn sau khi quan hệ tình dục. Khoảng 5% số người đã trải qua những cảm giác này vài lần trong 4 tuần trước khi họ tham gia nghiên cứu. Các tác giả nghi ngờ rằng PCD có thể bắt nguồn từ sự tránh né gắn bó, bất an,
và nỗi sợ mất mát ý thức về bản thân. Trong khi những người khác nhất trí là có rất nhiều yếu tố, hormone, hình ảnh cơ thể, trắc trở trong mối quan hệ, có thể cũng đóng một vai trò nào đó. Một đồng nghiệp của tôi là Debbie Herbenick nói trong một bài phỏng vấn: nếu bạn cảm thấy không vui ngay sau khi làm tình, hãy thử tìm hiểu xem cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu. Bạn có đang bực mình với bạn tình không? Bạn đang gặp vấn đề về cơ thể hay về lòng tự tôn không? Hay bạn đang buồn vì những điều khác trong cuộc sống? Hãy thăm dò cơ thể để giúp bạn đi xuống tầng hầm và liên lạc với những cảm xúc cùng ý nghĩa chủ đạo của bạn về chuyện làm tình. Có gì ở dưới đó? Nhiều khách hàng của tôi nói rằng họ cảm thấy bị bỏ rơi trong khi làm tình, hoặc họ không cảm thấy người ta chú ý hay quan tâm tới họ. Một số khách hàng cảm thấy xấu hổ vì những thất bại của riêng mình. Bạn có thể mời bạn tình xuống tầng hầm để cho họ thấy những gì ở đó và nói chuyện về nó được không? Trong BDSM, người ta thường trải qua một hiện tượng được gọi là hẫng tạm thời. Chỉ nỗi buồn mà người bạn tình trong vai phục tùng có thể cảm thấy khi cảnh tình dục kết thúc và khi họ từ mức endorphin cực cao tụt xuống thấp. Những bạn tình BDSM đặt rất nhiều thời gian và công sức vào việc lên kế hoạch và thực hiện chăm sóc hậu tình. Có thể là bao gồm ôm ấp nhau, nựng nhau, nói chuyện, kết nối, thăm dò, hiện diện vì nhau, hoặc đơn giản chỉ là lặng yên bên nhau. Theo tôi, tình dục nào cũng cần chăm sóc hậu tình, chứ không riêng gì BDSM. Thế nên, hãy gọi đây là giai đoạn chăm sóc hậu tình. Hãy tập trung, chú tâm, hiện diện và vẫn giữ sự đồng điệu với nhau. Có lẽ trong pha chăm sóc hậu tình này, bạn có thể thực sự tích hợp tình yêu với tình dục và để cho hai phương diện này quấn quýt, tan chảy trong nhau. Trong nghiên cứu mở màn về khía cạnh này, các nhà nghiên cứu ở Đại học Concordia đã tìm cách xác định trong não bộ khu vực nào được kích hoạt bởi ham muốn tình dục và khu vực nào được kích hoạt bởi tình yêu và liệu chúng có là một hay không. Họ đã phát hiện ra rằng chúng không phải là một nhưng có liên quan với nhau. Phần não bộ kích hoạt nhờ ham muốn tình dục là vùng não thường đáp ứng với thực phẩm và tình dục. Phần kích hoạt nhờ tình yêu thì dự phần trong quá trình phản ứng có điều kiện. Tức là thứ gì đi kèm với phần thưởng hoặc khoái cảm thì hẳn nhiên có giá trị. Nói cách khác, cảm nhận về ham muốn tình dục được xử lý ở một phần não khác khi chúng bắt đầu phát triển thành tình yêu. Thật thú vị, đây cũng là phần não liên quan đến chứng nghiện. Theo các tác giả của nghiên cứu, điều này chẳng có gì là ngẫu nhiên. Tình yêu thật ra là một thói quen được hình thành từ ham muốn tình dục, khi ham muốn đi kèm với phần thưởng. Họ viết: tôi thích cái ý tưởng này và tôi phải lặp lại lần nữa rằng tình yêu thật ra là một thói quen được hình thành từ ham muốn tình dục, khi ham muốn đi kèm với phần thưởng. Kịch bản tình dục của bạn có ham muốn đi kèm với phần thưởng không? Nó có khuyến khích bạn muốn làm tình lần nữa không? Và tôi muốn giúp bạn đến được điểm này. Còn nếu bạn đã ở sẵn đó rồi, thì trong pha chăm sóc hậu tình này, hãy ở yên đó một lúc nữa. Hãy để nó hít thở. Hãy để nó mở rộng ra. Hãy để nó tràn lên tầng chính của cuộc đời bạn. Duy trì sợi tơ tình. Dư vị tình dục rồi sẽ phai nhạt. Cuộc sống ở tầng chính sẽ sớm hoạt động trở lại. Và nhiều phần khác trong con người chúng ta sẽ lại xuất hiện. Nhưng chuyện gì xảy ra với đời sống tình dục khi chúng ta gạt nó sang một bên, để nó lại đằng sau? Làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy đường quay trở lại? Bạn làm gì để ngăn cho con đường tình dục trong bạn không bị trục xuất vĩnh viễn? Làm thế nào để con người tình dục trong bạn có cơ hội sống sót và hít thở, và có cơ hội nhắc bạn nhớ đến nhu cầu của chúng? Bằng cách tạo ra một sợi tơ tình giữa các lần làm tình mà con người tình dục trong bạn có thể trở nên bền bỉ hơn, hiện diện đầy đủ hơn trên tầng chính cuộc đời. Trong chương 2, chúng ta đã nói về việc mỗi người có một cấp độ phản ứng khác nhau với những gợi ý tình dục. Chúng ta vẫn bắt gặp những gợi ý này suốt
thường là không chủ đích. Ví dụ, trong khi đang đi bộ trên đường, vào thang máy, mua cà phê, và chúng ta không thể kiểm soát được chuyện ai hay cái gì sẽ khiến cho ta chú ý. Khi lướt mạng, chúng ta thường không biết cái gì sẽ hiện ra. Ngay cả khi ở nhà, chúng ta cũng có thể không kiểm soát được khi nào thì bạn tình khiến ta rạo rực. Quá nhiều gợi ý tình dục được sinh ra một cách vô tình và khiến chúng ta hưng phấn không tự chủ. Nhưng ta cũng có thể cố tình tạo ra gợi ý tình dục, chấp nhận gợi ý tình dục một cách có tính toán và có thể tự chủ. Nhiều cặp đôi mà tôi làm việc cùng đang trong mối quan hệ kiểu quân bình, tức là không phân biệt giới. Trong một tình huống cần thực hiện điều gì đó, họ đã nỗ lực phân chia công việc dựa trên thế mạnh của mỗi người và dựa trên sự tôn trọng, công bằng với nhau. Khi nói chuyện với những cặp đôi này, tôi có thể nghe thấy một kiểu chuyện trò rất dân chủ khi họ nói về nhau. Tôi có thể nghe thấy một khát vọng được tôn trọng và được quan tâm, được cộng tác. Đây là ngôn ngữ dẫn dắt họ qua hầu hết các phương diện của mối quan hệ. Nhưng nó có phải là một ngôn ngữ gợi tình hay không? Nó có gợi cảm, thô nhém và nguyên sơ không? Nó có bắt nguồn từ dục vọng hay hưng phấn không? Khi họ đang sống một cuộc đời theo chủ nghĩa quân bình, làm thế nào họ cho phép bản thân trượt vào thứ ngôn ngữ chất chứa những ý định gợi tình? Có thể bắt nguồn từ một nơi chẳng liên quan gì đến quân bình hết. Khao khát được khêu gợi, được vật hóa, được sử dụng và được sở hữu. Ví dụ, tôi đang làm việc với hai luật sư doanh nghiệp. Họ nói năng giống luật sư, rõ ràng, chính xác và không cảm xúc. Họ có tinh thần tôn trọng và hợp tác. Nhưng cuối cùng, hóa ra là khi nhắc đến tình dục, cô ấy cũng muốn được người khác khao khát một cách nghiêm túc, muốn được ghì chặt vào tường và nhấp cho mềm nhũn. Cô ấy lập tức đỏ mặt với những từ tuôn ra từ chính miệng mình. Và trước khi tôi kịp nói gì, bạn tình của cô ấy đã nói xen vào là thực ra thì anh ấy cũng thường muốn mình được làm như thế. Khao khát và ham muốn của anh cũng mãnh liệt y thế. Nhưng anh sợ là cô ấy sẽ sốc và sẽ bực mình với sự nông nổi ấy. Họ cũng đã có với nhau ba mặt con, cả ba đều dưới 13 tuổi. Và anh thường bị từ chối làm tình vì có cảm giác như những đứa trẻ đã chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu. Anh sợ rằng cô ấy sẽ xem bất cứ hành động tình cảm nào cũng là một lời mời gọi làm tình, thay vì chỉ là một hành động tình cảm như nó vốn thế. Mà cô ấy cũng đã xác nhận nỗi lo lắng của anh là đúng, nhưng cô có thể cải thiện chuyện đó. Cô sẽ tách rời một khoảnh khắc tình tứ ra khỏi áp lực phải quan hệ, sẽ rũ bỏ gánh nặng cho khoảnh khắc tình tứ vui vẻ được nhẹ nhõm, sẽ trút bỏ nỗi lo âu, áp lực và sự nặng nề. Họ nhất trí rằng anh ấy có thể ép cô vào tường với ham muốn làm tình, cho dù mãi sau này họ mới quan hệ thực sự, và miễn là những đứa trẻ không có ở đó. Sợi tơ tình là như thế đó, là một sợi tơ vương vấn giữa hai lần làm tình với nhau. Đó không phải là một lời mời gọi làm tình, nó chỉ là một khoảnh khắc không hơn không kém. Một phút lóe sáng chứ không phải là ngọn lửa kéo dài. Đặc biệt với những cặp đôi đang gặp trở ngại về tình dục và với những cặp đôi đã đánh mất sợi tơ tình, điều quan trọng là cả người giăng tơ lẫn người đón nhận đều phải cùng tạo ra một hoàn cảnh an toàn cho cảm xúc. Không khí bạn thở có chút gì vương vấn hay không? Bạn có thể đưa vào đó phút lóe sáng tình tứ và thể hiện tình ý nào đó, rồi lấy đó làm điểm trung tâm để hướng tới không? Bạn có thấy an tâm khi thể hiện tình ý với bạn tình, không lo ngại rằng nó sẽ bị hiểu nhầm là lời mời quan hệ ngay lúc đó không? Có lần nào bạn muốn thể hiện một chút đong đưa, hứng thú, nhưng cảm thấy không được chào đón, không thoải mái, hoặc sợ rằng không được hiểu đúng, hoặc gây bối rối, hiểu lầm rằng đó là một sự mời gọi lên giường không? Ngược lại, bạn phản ứng thế nào với tình ý của bạn tình? Bạn có cởi mở và hân hoan đón nhận không? Hay đó là thứ cuối cùng bạn muốn đối mặt trong ngày? Nó khiến bạn xao xuyến, hay bạn thấy phiền phức mà thôi?
bạn có thể tạo ra bầu không khí tình tứ được không? Và rồi hít thở trong bầu không khí ấy được chứ? Bài tập thực hành. Nghĩ về lần làm tình gần đây nhất, bạn và bạn tình của mình làm gì ngay sau đó? Các bạn có ôm ấp, vỗ về và kết nối với nhau không? Các bạn có nói chuyện với nhau không? Các bạn có trân quý lần quan hệ này không? Các bạn có trân quý lẫn nhau không? Hay mỗi người nhanh chóng quay về một hướng khác nhau, cả về thể xác lẫn tình cảm? Lần tới, bạn sẽ hành động khác đi như thế nào? Bạn cảm thấy gì sau khi làm tình? Thỏa mãn, kết nối, an tâm? Có cảm nhận tiêu cực nào nổi lên không? Liệu bạn có thể phân tích chúng và cho phép chúng lên tiếng một chút không? Chúng muốn nói với bạn điều gì? Bạn có thể tạo ra sự tình tứ nào đó ngoài hành động làm tình không? Bạn và đối phương vẫn giữ sợi tơ tình trong mối quan hệ của mình chứ? Bạn và đối phương có thể tạo ra một chút nồng nàn tình cảm cho nhau không? Hay khéo léo từ chối và mãi sau đó làm tình mà không ai cảm thấy tổn thương hay buồn bã gì? Tâm trí bạn có thể chìm vào rồi thoát ra khỏi trạng thái tình tứ không? Bài tập bổ sung. Dành ra khoảng 10 phút để tự thăm dò cơ thể theo những hướng dẫn được nhấn mạnh trong chương này. Bạn nhận ra điều gì? Chuyện này có khó làm không? Khó như thế nào? Bạn có thể thực hiện. Bạn có thể thực sự hiện diện với cơ thể của mình chứ? Hãy thống nhất là các bạn có thể tạo ra những cử chỉ tình cảm cho nhau mà hoàn toàn không phải là một lời mời gọi làm tình. Điều này có nghĩa là bạn phải có tinh thần sẵn sàng thắp lên tia lửa lóe sáng ấy hoặc sẵn sàng đón nhận nó, cùng đối phương duy trì nó để tạo ra một chút vấn vương ngọt ngào. Vừa rồi thì Huyền đã chia sẻ cho chúng ta 50% nội dung của quyển sách Nghệ thuật phòng the của tác giả Ian Kerner. Và vì lý do bản quyền cho nên là Uyên sẽ tạm dừng nội dung quyển sách này ở đây. Uyên chỉ có thể chia sẻ cho chúng ta được 50% thôi và không thể nào chia sẻ tiếp 50% còn lại được. Nếu bạn nào yêu thích nội dung của quyển sách này và muốn sở hữu cho mình một quyển sách giấy, thì có thể là click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để có thể đặt mua cho mình một quyển sách giấy từ công ty phát hành sách. Đây cũng là một cách để có thể ủng hộ cho công ty phát hành sách. Và khi mà các bạn mua qua đường link Uyên đính kèm ở bên dưới, thì đơn hàng của bạn sẽ được gửi trực tiếp vào cho công ty phát hành và họ sẽ ship sách đến tận nhà cho các bạn. Việc này thì chúng ta sẽ đảm bảo được là mua đúng sách thật, chính hãng từ công ty, tránh được những trường hợp là mua nhầm sách lậu, sách giả tràn lan ở trên thị trường ha. Riêng đối với cá nhân của Uyên thì Uyên rất là hy vọng chúng ta có thể ủng hộ cho Uyên bằng cách là hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn nút vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung sách tiếp theo trên kênh Đọc Sách Cùng Thùy Uyên Sách Nói nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.